nướng cho nó cháy cháy sơ sơ ha, rất là thơm. Ở quán người ta bán cho mình, ta nói cua nướng nên ta cũng đâu phải nướng lúc còn sống đâu, ta luộc rồi con nướng. Ừ, chỉ nướng không nó sơ lắm, nó khô lắm, khô không nổi. Cháy vỏ hết. Anh Bảo sẽ chuẩn bị công đoạn thứ hai sau khi luộc và nướng. Lâu lắm rồi cả nhà mình mới có dịp ngồi lại với nhau, cũng chắc cũng hơn 2 tháng rồi. Công việc thì ai cũng bận rộn, thôi bỏ ra một buổi tối để ngồi lại với nhau. Hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ bà con mình vài ảnh gia đình ha. Nhà anh Bảo, nhà chị Sơn Ca, nhà mình, ba mẹ với mẹ với bà ngoại. Mời cả nhà mình tham gia nha. Sáng chị mua nó còn sống luôn á. Mà bây giờ chị bỏ tủ lạnh á, trưa giờ á. Dạ, ngon quá chừng luôn. Ừ. Cái này nhiêu ký vậy chị? Cái này 180 ngàn ký đi. Ủa, nay cũng rẻ hả vậy? Rẻ. Dạ, chứ một tôm này em bữa em mua tới 200 mấy thằng đó. Hôm nay rẻ. Tại người ta thắng nhiều á. Dạ. 440 một ký á. Ngon quá, cua quá chừng ngon luôn. Con nào có nó bự bự không? Để nửa đi em chắc cho nó chép cho mình. Tôm luộc nước dừa ngon lắm nè. Ừ. Xuống này ngon dữ lắm. Mà sáng nó còn sống luôn hả xíu? Dạ. Ừ. Cái này mấy ký vậy chị? Cái này 3 ký. Bỏ vô trong nồi cho nó thơm. Ừ. Nghiêu cũng ngon quá chừng luôn nè. Ừ. Nghiêu này nhiêu ký hả chị? Cái này bự xíu. 35 ngàn ký thôi. Để vô ít ít rồi cái nó nở không mình vớt ra. Cái gì? Chị bỏ một thằng ít ít thôi. Bỏ ít thôi. Chị bỏ thằng ít thôi. Đây. Đây chị bỏ vô. Một nhiêu ít nước thôi. Nên là nước nó ngon. Nó ngọt quá. Như đây cũng hơi nhiều nước rồi đó chứ. Chị đổ lên bớt đi. Thì có người ta bỏ một chút rượu nữa chứ. Vậy hả chị? Ừ. Nó thơm hả chị? Ừ, cho nó miếng rượu với lại xả. Mình cần bỏ gì hơn? Có khi gừng đó. Chị thì chị bỏ miếng xả cho nó thơm hơn. Rồi con nghiêu nó mặn rồi, mình khỏi bỏ muối á. Nghiêu nó ở nước mặn á. Bữa nó hỏng thì mẹ hấp. Nhưng mà hấp thì chị thấy nó lâu hơn, thôi chị luộc cho mau. Dạ. Nồi vậy mình hấp được mấy con? 4 con hả chị? 4 con hả chị? 4 con. Rồi mình đẩy nắp lên. Ồ, mau chín quá nè. Hở rồi nè. Hở hết trơn rồi nè. Thơm xả quá anh. Rồi chị về bỏ mẹ thứ hai vô. Nó vừa hơi hé hé ra là nó ngon đó chị. Ừ. Nó vừa hé ra là không như là mọc. Thế như mọc mọc không? Rồi chị xin ca chở cua. Thảo quá. Chở qua cho nó mau chín. Không quá đâu. Được không chị? Cái này 1 ký chắc 2 con á. Dạ. Cái này 1 ký 2 con nè. Quá chừng đó. Thôi để cho nó chín bên kia. Dây này nhỏ nè, chứ mua dọc đường ta gói nguyên cái áo mưa luôn á. Nó quấn cộng nào cộng mấy đi ghê. Mua con cua là loại được áo mưa đó. Nha. Gặp không? Rồi nguyên đóng dây đây đó anh. Gặp không? Nào cho em coi. Anh Thảo ơi coi. Quá chừng dung chùm luôn. Dung chùm. Cái gì vậy chị Thẩm? Chị
mới về. Rồi. Giờ này là con khách luôn á, mà hẹn lại ngày mai. Hẹn đi, hẹn lại đi, về chơi. Em nay cũng về sớm nè. Hân với Quyên mới về hả Hân, Quyên? Dạ. Hai đứa đẹp quá chừng. À, anh Bảo mới về, anh Bảo. Chị mới luộc niêu nè. Ủa, chưa em họ luộc cơm ngọt lắm. Cái dừa này ngọt lắm. Cơm quá trời ngon luôn. Con xôi lên đây nè, chị bỏ vô. Đã quá nè. Con tươi nè, thịt nó chắc lắm Quyên. Dạ. Ừ. Thấy con nào con nấy bự quá trời luôn. Còn rộng oxy mà. Cái này chắc ba mấy con là ký ha. Chị mua hả? Ờ, chị mua sáng ngoài chị Dương á. Ở đây bỏ đây cho chị con lên cúng cho ba. Ờ, đúng rồi. Con nào cái càng có. Có đầy đủ á chị, lấy con nào có đầy đủ. Cái càng cúng cho ba. Bữa nay có món gì chị xin ra? À, cua nè, cua luộc, rồi tôm sú hấp nước dừa, luộc nước dừa. Với lại nhiều hấp xả. Tại lâu ngày lắm rồi mình không có được ăn hải sản. Bữa nay sáng giờ em có khách nên là nãy giờ xiến có rủ về. Bỏ đây cho chị xem không? Không biết nhà có món gì. Chị Thẩm đang chuẩn bị món gì? Luộc hả? Chị chuẩn bị. Bây giờ lấy con cua này lên cúng ba. Dạ. Lấy cái gì á, lấy nhiêu lên cúng luôn nha chị. Lấy một dĩa nhiêu đi. Chiếc xong rồi. Vào 4 con à. Ủa sao ít vậy? Dạ, nó cũng nhỏ nè. Đâu anh coi coi. Nhỏ quá hả? Dạ, lâu nhiều quá, nó không có lâu chín nữa. Để biết nào chín ta. Dạ. Gạch khó chín hả? Ngon. Bữa nay có khách không chị? Nhà mình không hả? Trong nhà không hả? Tại nãy có bạn rủ em xuống Tân An chơi mà em nói nhà có việc. Bữa nay nhà mình cũng có cách hết. Dạ. Cái dĩa bậy đó lắm rồi. Đây nè, em có sắp đây nè. Một dĩa ba con anh còn chút xíu. Cái này chín hả chị? Cái này chín rồi đó, xong mẻ rồi đó. Ờ, chín rồi. Cái này chút xíu thì tách nó ra xong rồi mình cắt cái làm hai cho dễ ăn. Dạ. Dạ chứ cái này Vinh có bỏ cái bàn này đi. Cây tôm đây. Dọn xuống rồi kia. Dọn xuống đi, dọn xuống rồi em đi. Luộc nước dừa nè. Em xuống rồi quá chừng luôn anh. Nó mập ú à. Cua gạch xo, cua chắc là xương. Cua luộc. Bữa nay mình ăn món luộc thôi. Mấy cô đầu bếp đỡ cực. Hình như nay chắc cũng phải cỡ hơn 2 tháng rồi có dịp lại với nhau. Bữa nay ra ngoài sân ngồi hả chị? Ừ, sân cho mát sân cho mát. 2 đến 3 con ký. Vậy là to ha. Con bự thì 2 con nhỏ thì 3 con. Tôm thì nhanh chín rồi ha, nó đỏ lên là được rồi. Đợi chút xíu nha. Chín đi cho để nó không chín. Nhiều luôn. Thử con ha. Nhiều luộc xả hả? Anh Bảo ăn dụng nè. Nước mắm hả chị? Nước mắm chua ngọt. Wow, bữa nay mình bán ha. Bữa nay thập mặt. Mặt gia đình. Chắc cũng 2 tháng rồi mới có dịp ngồi lại với nhau. Cũng lâu ha. Đem lên bàn thờ hả em? Ừ, dạ đem lên bàn thờ cũng ha. Một dĩa cho ba ha. Thơm quá. Chính là tôm. Bốn con này cũng chín rồi. Cua này chắc bắt ở đây ha. Tại vì người ta bắt thì lại mình mua cua địa phương. Đây là số lượng cũng ít. Cua này thật khá ngon, cua nuôi. Nhưng mà mình phải đặt trước. Chứ mua nhiều cũng khó mà có.
Rồi, tay quá, để cái dĩa xếp ra. Đấy, để chị coi coi. Ba món lột khác. Hai con này đang làm món gì vậy? Trà đá hả? Bữa nay có 5 cô đầu bếp mà làm có một món luộc thôi. Bữa nay em cũng có khách nữa. Hẹn xuống Tân An chơi mà lại không có đi được, hẹn dịp khác. À, lâu lâu mình cũng phải để thời gian cho gia đình ha. Công việc thì bỏ qua một bên. Chín rồi, chín rồi nè. Thịt xong chín rồi. Chín rồi là ngon ha. Chưa chín rồi lắm. Gạch không cứng là không được đâu. Gạch này còn mềm lắm. Còn mềm lắm. Nó cái màu này nó phải vàng hơn á, còn nó còn đỏ vậy. Là thả vô luộc lại. Không có bị cháy vỏ cua. Rồi bây giờ sau khi luộc xong thì mình nướng lại cho nó thơm ha. Thì con cua nó sẽ không có bị khô mà nó vừa thơm mà vừa đủ. Mình bảo ra nướng lại. Bữa nay ăn tối mà giống như chạy bão vậy đó, ai cũng không có thời gian. Chứ đúng ra cái này mình phải chuẩn bị lò than ha. À, thôi bây giờ mình chơi lò ga luôn cho nhanh. Tối rồi. Cái này mình chín rồi nướng lại cho nó rút chắc. Cho rút cho nó có mùi thơm. Nhưng nó rút nước một tí nữa nó ngon hơn. Cua cái thì thường á nó sẽ thịt nó nhiều. Nó không có nặng cân bằng cua đực nên là thường mấy chị em đi chợ hay mua cua cái. Cái yếm nó rất là to. Còn cái cua đực thì cái yếm nó nhỏ. Mình có đồ bốc càng cua không chị? Không có, không có, để con lấy cái thớt. Lấy cái chài đập. Lấy cái chài đi, lấy cái bạc lên. Luộc xong thì nướng lại ngoài. Vô tôm ngoài ăn trước đi. Nè ngoài ăn tôm trước đi ngoài. Đó. Ủa ăn tôm. Ủa ăn tôm. Tôm rồi. Dạ hả? Ăn tiếp nha. Ngoài ăn mấy con nhiêu đi. Ăn mấy con nhiêu. Rồi, đọc không ăn không mà không ăn. Đọc không ăn. Lấy cái nhà thì không có đồ đập càng cua nên mình sẽ lấy cái đồ rột đá đập nó. Nhẽn là bể được rồi. Cua này nhìn nó hơi già hay sao mà nó đen dữ ta. Cua này là cua thiên nhiên á, chứ không phải cua nuôi. Xong cái đó nãy chị luộc nước ít quá ta. Em của chị gái. Chị không cho nước nhiều nhiều. Cái vuông rộng lắm, mấy mẫu á, cái lâu lâu cái áo nước bắt cua nhiều hơn. Chứ không phải là cua nhiều. Cái này ngoài, thịt này ngoài, nó rửa thịt rồi, nó mát. Ăn dụng hả em? Đang chọc bé Quyên. Đang ăn dụng gì đây không biết. Một dĩa nhãn. Anh bảo lâu ngày rồi mới vô trong bếp đây. Lần đầu tiên chứ lâu ngày. Đó lâu ngày mà con hiểu lầm ha. Ngon không ngoại? Bữa nay thì ông ngoại không muốn ra sân chơi với cả nhà nên là ông ngoại ngồi trong nhà. Mình đã sẽ ra sân cho mát. Dạ. Rồi bây giờ mình ra sân thôi. Bỏ càng. Còn sống bỏ càng. Con này chắc gạch nhiều ha, cái yếm nó dung lên nè. Đó. Con này thì ngoe càng còn đủ do là mình sẽ làm cho nó chết trước khi mình nướng á. Nó không bị thí càng. Dạ nhà con chắc khoảng 2 rưỡi nữa sao. Chọn cái lưng á, lột cái lưng á. Lát chuồng cái này đã luôn. Gạch chín nè hả? Ừ, cứng rồi. Thơm quá ha. Cái này luộc lâu lắm mới chín. Đi làm gì đi? Đó là công ty nào?
À, bây giờ mình ra ngoài sân chơi ha, mát nè. Rồi anh Trực nhập tiệc anh Trực. Bữa nay mình có bữa họp gia đình nhưng mà có anh Trực về ghé chơi rất là vui ha. Hiếm khi có bạn ghé thăm. Thanh niên độc thân U40. Này không biết khen hay chơi đâu không biết nữa. À, anh Trực rất là dễ thương ha, bạn có anh Bảo. Bữa nay làm đẹp để tải anh Trực nè. Để cảm ơn anh Trực hai ngày mà ba mắt là được số tiền. Số tiền đó. Bữa nay là số tiền để tải anh Trực. Bù lại. Cô Sơn. Rồi, cảm ơn Cân nha. Ồ, dễ mời chơi Cân. Mẹ lợi con. Không, em muốn Hà Nội này, no lắm rồi. Dạ, mời cả nhà mình tham gia nha. Mời cả nhà một bữa gặp gỡ gia đình. Thì Bảo không có lên TV của Nam Việt. Bữa nay cũng mấy anh em họp lại. Xíu nào. Đây nè. Chơi ai chơi đi lướt Facebook. Zalo rồi. Dạ, Nguyên Thanh, con Thanh đâu? Chơi đi để ăn. Ừ. Ơi, còn thiếu xíu nữa không? Món nào nữa ra đây? Xíu. À, trứng cuốn con này đi, con này để dạ, lát xíu xíu xíu. Ở ngoài đây làm gì làm, đừng nhắc tới xíu. Để em đi, qua đó ngồi đi. Nhắc tới em. Qua đó ngồi đi. Dạ. Đây. Cái đó có càng được không mẹ? À, hôm nay thì chia sẻ bà con mình dạng ảnh nè, lâu lắm rồi không có dịp họp một gia đình, cũng hơn 2 tháng rồi. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nam Việt. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.